Mẹ đang tập yoga con à? Tập yoga để làm gì hả mẹ? Tập yoga để mẹ con mình cùng khỏe. Và để làm gì nữa con biết không? Làm gì nữa hả mẹ? Để mẹ chăm sóc con ngay từ khi con còn trong bụng mẹ. Con yêu à. Yoga cho thai phụ, vì những điều tốt đẹp cho con. Thank you.